Xin chào các bạn đã đến với An Tiến News. Việt Nam sẽ là một trong những nước triển khai 5G đầu tiên trên thế giới. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông tại hội thảo Đổi mới sáng tạo Việt Nam được tổ chức ngày 14 tháng 11. Theo Bộ trưởng, đây không chỉ là cơ hội về dịch vụ kết nối, cơ hội để thay đổi thứ hạng viễn thông, mà còn là cơ hội để phát triển ngành công nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin của Việt Nam. Với nhu cầu rất lớn về thiết bị mạng lưới, nhu cầu mang tính quyết định của an toàn, an ninh mạng và nhu cầu toàn dân về ứng dụng sẽ tạo ra một thị trường vô hạn cho các công ty công nghệ Việt Nam. Ban Kinh tế Trung ương đã được Bộ Chính trị giao chủ trì phối hợp với các bộ ban ngành xây dựng đề án quốc gia về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Việt Nam, dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 4 năm 2018. Mới đây, ngày 15 tháng 11, anh em song sinh nhà Winkleverse, người có ý tưởng đầu tiên về mạng xã hội Facebook, đã xuất hiện ở một sự kiện về công nghệ blockchain tại Việt Nam với vai trò là một diễn giả. Cặp anh em song sinh Tyler và Cameron Winkleverse được biết đến với vụ kiện nhà sáng lập Mark Zuckerberg đánh cắp ý tưởng mạng xã hội Facebook. Cả hai tập trung vào những dự án blockchain mới và phát triển sàn giao dịch game mini của riêng mình. Cặp song sinh cho rằng hiện nay tương lai của công nghệ là tiền kỹ thuật số. Đó là tương lai của chúng tôi muốn hướng đến, chứ không phải mạng xã hội. Giờ đây thì chúng tôi tập trung mở rộng tầm ảnh hưởng của công ty Gemini ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ngoài anh em nhà Winkleverse, sự kiện còn quy tụ nhiều startup thành công cùng nhiều đại diện sở ban ngành. Vừa qua, Samsung đã giới thiệu vi xử lý mới nhất cho smartphone là Exynos 9820. Đây là vi xử lý đầu tiên của Samsung được tích hợp nhân xử lý cho các tác vụ máy học và trí tuệ nhân tạo AI. Exynos 9820 là phiên bản tiếp theo của Exynos 9810 với 8 nhân, trong đó có 2 nhân M4, thế hệ thứ tư của nhân xử lý do Samsung tự phát triển. Ngoài ra, thì Exynos 9820 cũng có một nhân xử lý riêng cho các tác vụ Neuron và có chức năng xử lý các thao tác tính toán cho AI. Samsung cho biết, nhờ có NPU mà các tác vụ liên quan sẽ có hiệu năng xử lý nhanh hơn 7 lần so với xử lý đời trước. Hiệu năng xử lý đơn nhân cũng tăng 20%, hiệu năng đa nhân tăng 15% và hiệu năng đồ họa tăng 40%. Nhiều khả năng, smartphone đầu tiên của Samsung được tích hợp Exynos 9820 sẽ là Galaxy S10, được ra mắt vào tháng 2 năm 2019. Ngay sau đó, con chip này cũng có thể có mặt trên chiếc điện thoại nắp gập, dự kiến được giới thiệu vào tháng 3 năm 2019. Trong tháng 11 năm 2018, một diễn đàn đã đăng tải nhiều thông tin được cho là dữ liệu khách hàng của Thế giới di động, FPT Shop, con cưng. Trước luồng thông tin này, Cục An toàn Thông tin đã vào cuộc kiểm tra, hỗ trợ các doanh nghiệp. Theo thông tin từ Cục An toàn Thông tin, hiện nay chưa phát hiện dấu hiệu tấn công vào hệ thống xử lý thông tin cá nhân người dùng của Thế giới di động, cũng như là thông tin đang được lan truyền. Với trường hợp của FPT Shop, các thông tin được đưa lên xác định là các thông tin mẫu sử dụng để thử nghiệm trong quá trình phát triển một hệ thống cũ từ năm 2017. Tuy nhiên, Cục An toàn Thông tin cũng đã cảnh báo những người dùng Internet không tò mò tải những tập tin lạ, đặc biệt là các tập tin được cho là dữ liệu người dùng do hacker công bố vì nó có chứa mã độc bên trong. Một người dùng tại Mỹ đã cắm sạc và nâng cấp iPhone X lên hệ điều hành iOS 12.1. Tuy nhiên, ngay sau khi cập nhật thành công, chiếc máy của anh đã bốc khói và phát nổ. Đây là chiếc máy của Rohan Mohammed. Anh cho biết chiếc iPhone X này được sạc trong quá trình cập nhật. Đồng thời, các phụ kiện củ sạc và cáp sạc Lightning anh sử dụng đều là hàng chính hãng từ Apple. Mohammed đã liên hệ với trung tâm hỗ trợ của Apple để điều tra làm rõ sự việc và anh cũng được gửi một chiếc iPhone X mới để thay thế. Một số thông tin cho rằng hiện tượng trên có thể do lỗi pin hoặc là các thành phần linh kiện bên trong máy. Tuy nhiên, trong một thông báo mới nhất trên Twitter, Apple cho biết vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác của sự việc. Không biết với các bạn, những người sở hữu iPhone đã cập nhật hệ điều hành iOS 12.1 hay chưa? Các bạn nghĩ sao về sự việc này thì chúng ta hãy cùng để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin khác của An Tiến News.